Thưa quý vị liên quan đến sự việc Đại đức Thích Bản Phúc, sư quản lý ở chùa Hưng Khánh, phường Đằng Lâm, thành phố Hải Phòng, cầm nắm nhang đang cháy xua đuổi nữ Phật tử và một cháu bé 14 tháng tuổi vào sáng ngày 13 tháng 3. Thượng tọa Thích Nguyên Bình là nghiệp sư của sư thầy này đã thừa nhận không thể uốn nắn được học trò. Ngày hôm nay 18 tháng 3, Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hải Phòng đã tính đến chuyện kỷ luật cao nhất với Đại đức Thích Bản Phúc Chiều qua 17 tháng 3 tại chùa Hưng Khánh, Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hải Phòng đã tổ chức cuộc họp với chính quyền địa phương và sư phúc về sự việc trên. Tại cuộc họp, Đại Đức Thích Bản Phúc thừa nhận một phần việc đã làm là chưa hợp lý với mẹ con chị Đỗ Thị Thu Yến, chú tại Đông Khê, quận Ngô Quyền. Tuy nhiên, vị sư này khẳng định mình làm vậy là để bảo vệ sự tôn nghiêm của chùa vì cho rằng mẹ con chị Yến mặc áo dài đến chụp ảnh tại chùa không đúng với trang phục của người đi lễ Phật. Trước đó vào sáng ngày 16 tháng 3, chị Đỗ Thị Thu Yến sinh năm 1980, trú tại phường Đông Khê thành phố Hải Phòng và con gái đi lễ ở chùa Hương Khánh. Thấy cảnh đẹp và yên tĩnh, chị đã dừng lại ở cổng chùa để chụp ảnh cho con gái. Ngay lập tức, Đại Đức Thích Bản Phúc đã chạy ra, nhổ nắm hương đang cháy ở lư hương gần đó, xua đuổi mẹ con chị và đập hương vào tay chị, khiến hai mẹ con hoảng sợ. chính, chính quyền. Quận Hải An cũng cho biết là từ nhiều năm nay người dân địa phương và du khách thập phương đã có nhiều phản ánh về một số phát ngôn cơ xử không chuẩn mực của Đại Đức Thích Bản Phúc. Vâng và căn cứ theo chỉ đạo của thường trực Ban trị sự giáo hội Phật giáo Hải Phòng, trước mắt là giao Đại Đức Thích Bản Phúc về cho Thượng Tọa Thích Nguyên Bình là nghiệp sư của Đại Đức để giáo dưỡng trong 3 tháng. Nếu như thay đổi sửa chữa tâm tính, Thượng Tọa Thích Nguyên Bình ý kiến với giáo hội để sắp xếp công việc với sư Phúc. Nếu sau 3 tháng mà không thay đổi sửa chữa tâm tính thì sẽ áp dụng biện pháp cao nhất, đó là tần suất khỏi giáo hội yêu cầu hồi tụ. Thượng tọa Thích Nguyên Bình cho biết là nhiều năm gần đây thì Đại Đức Thích Bản Phúc đã không thể uốn nắn được.